Cái gì hồi nãy em đi ngoài đường á, bà cô kia bắt tay nguyên măng xài luôn. Nope. Giờ làm gì ăn đi anh hai. Thôi mà chua lắm anh hai, không ăn đâu, em ăn đi. Thôi anh hai làm gì cho em ăn mà sao cho hết chua đi. À biết rồi, búm la si bầm. Mình gọt xài, mình gọt vỏ để mình làm xài lắc cho em mà nha các bạn ơi. Nó sẽ không chua mà ăn rất là ngon, bờ ghiền. Ủa sao em gọt gì kỳ vậy không? Sao em gọt hoài nó không đứt kỳ á. Trời ơi, cái dao hai lưỡi này em phải gọt như vậy nè. Wow, sao anh hai gọt hay vậy? Đó. Ồ. Nói như vậy là sẽ nhanh nha. Dạ. Rồi em đi lên lấy muối với lại đường mắm đồ. Anh hai lắc cái này ăn thôi. Ủa anh hai lắc cái này nè. Lắc trái này nè. Ừ ha, ăn xài chứ không phải ăn vỏ. Ok, giờ em lên lấy đồ đi. Rồi anh hai tách xài ra cái mình lắc. Mình ăn nha các bạn ơi. Ok anh hai luôn. Mặt nó chuẩn bị ăn cái nó vui. Sao nhìn xài em thấy chảy nước miếng như vậy anh hai? Chảy miếng gì ăn sống đi nè, phải lắc. À thôi anh hai lắc đi, anh hai lắc đi. Mày tự lắm. Mình sẽ chuẩn bị bỏ muối vào nha. Khắp cái này luôn, để mình lắc nha các bạn ơi. Mình wow, sẽ... đã vậy anh hai. Ừ, như vậy nè, ăn mới ngon nha. Wow. Mình bỏ đường vô luôn nha. Ăn có ai trẻ không anh hai? Không có ăn tiểu đường em ơi, không có ai trẻ. Mình thấy ghê quá. Thấy ghê vậy em đừng có ăn. À thôi, vậy em bất chấp rồi. Đây, cho nước mắm vô nè, cho thơm nha các bạn ơi. Sao em nghe mùi thúi không mà anh hai? Thấy mà vô duyên lắm mà đó. Ừ, kỳ à. Cho ớt vô nha các bạn ơi, đó. Ừ, ớt gì đỏ vô anh hai, ăn có tét lỗ đít không? Thấy nãy giờ mày không có duyên lắm rồi đó. Trời ơi. Cho thêm ớt luôn nè. Cho mày khỏi ăn luôn. Ghê quá anh hai. Chưa ăn nữa nói chuyện ỉa 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 rồi. Lắc lên nha các bạn ơi. Wow, chị gan sóc bài vậy anh hai. Sao em hay ra dẻ quá. Wow, dằn nổi công lên anh hai ơi. Rồi một hồi nó thành sinh tố luôn. Đó, khui đây nha. Bà cháy một trái cỏ chưa? Quá đã luôn. Ngon quá các bạn ơi, ăn đi em. Ok anh. Hết chua luôn. Hết chua thiệt. Ngon không? Ngon. Anh em được ăn hết này luôn ha. Ngon quá bạn ơi, anh em mình ăn no. Cay quá anh hai, em uống nước nè. Lục. Cay quá, ăn xài mà uống nước lại trẻ đó. Thôi, uống này tiêu mà, bụng em tốt mà. À gì hả, uống đi. Cay thiệt. Đã uống miếng rồi. Anh hai uống rồi. Uống tiêu hả? Đau bụng quá. Ấy ôi mà.